nguyên cái lô đất này quý chị này, nguyên cái chỗ trống này này, 2 tỷ 150 triệu, đẹp chưa, ngang 5 mét anh chị, đất thành phố Di An. Hôm nay em Hải sẽ ghi hình cho anh chị xem một lô đất ở thành phố Di An, ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản quý chị nhá. Ngang 5 mét từ mép nhà này qua nhà này, nhìn to quý chị ha, ngang 5 nhìn lớn ha. Chỗ này quý chị, chỗ này gần với đường Lê Hồng Phong á, mà chỗ này mình ra ngã tư Chiêu Lưu với chợ Đông Thành cũng gần quý chị, tầm cây rưỡi à, tầm cây rưỡi, nói chung là dưới 2 cây á, dưới 2 cây đi quý chị ha, nó cũng xê dịch xíu á, dưới 2 cây ở phía sau đó có lưới thoát hiểm, đường phía trước thì đường rộng anh chị nhá, đây khu dân cư đường vậy mà, đây đường rải nhựa đẹp lắm, để xíu ra ngoài quay cái đường đó cho anh chị mình xem. Sau này có lối thoát hiểm quý chị, nói chung là giờ cứ vào khu dân cư xây nhà xong rồi có cái lối thoát hiểm á, nó hay lắm quý chị nhá. Thứ nhất là phòng cháy chữa cháy này là cái đầu tiên, nhưng mà cái thứ hai quý chị biết không, mình mở cửa sổ rồi cửa ra phía sau này này, nó thoáng nhà, thoáng nhà ha, nhà nó không bí quý chị, đây giống hàng xóm này, mở cửa sau rồi, rồi mấy cái cửa trên này đó, cửa sổ đó quý chị thấy không, à đẹp nhá. Đó, sổ hồng riêng, em Hải review là sổ hồng riêng hết, không review sổ chung đâu anh chị ơi, mua bán là công chứng là sang tên á, hỗ trợ ngân hàng là cứ phải gọi là thoải mái cho anh chị mình luôn. Và điều đặc biệt là lô đất này sổ là để ở nhà, sổ tươi, sổ sắn, sổ có sắn cho anh chị mình luôn, xem bất cứ lúc nào luôn. Đây hàng xóm mở cửa sau quý chị, cửa sổ ấy, đẹp chưa, thấy chưa, cái đường lối thoát hiểm bê tông ấy. Thoát hiểm này phải được tầm để xem nào, được mét rưỡi quý chị, mét rưỡi á, mét rưỡi hơn á, à, mét tám mét rưỡi gì đó khoảng đó quý chị nha. Đất mình đây lô này, lô này thổ cư hết mà, 65 mét thổ cư hết quý chị. Cái lối thoát hiểm này nó thông hai đầu quý chị nhá, thông hai đầu, lối thoát hiểm nó cũng thông hai đầu luôn đấy. Nằm trong khu dân cư đẹp, chỗ này phường Tân Bình, phường Tân Bình anh chị, phường Tân Bình thành phố Di An tỉnh Bình Dương. Chỗ này gần đường Lê Hồng Phong thì chỉ tầm 300 mét nhá, 300 mét anh chị nhá, là ra đường Lê Hồng Phong nhá. Đó, đất đẹp như này mà đấy. Ngang 5 dài 13 đúng không ạ, ngang 5 dài 13 là 65 mét anh chị, thổ cư hết hướng hướng tây bắc. Anh chị nằm ở Đông Tứ Trạch thì hợp, còn nếu mà không quan trọng hướng thì thôi anh chị ơi, hợp hết ha, cứ rẻ với vị trí đẹp là hợp. Nói chung bây giờ mà tìm một lô đất trong khu dân cư ở thành phố Di An nhá, thành phố Di An anh chị nhá, mà 65 mét nhá, mà 2 tỷ 150 triệu còn bớt nhá, thì đúng là trên thị trường không có đấy, nếu mà phải nói đúng là như vậy quý chị nhá. Anh chị nào mà đi tìm đất nhiều anh chị biết nhá. Đấy, thì thứ nhất là 65 mét vuông, thứ hai là ngang 5 và thứ ba là khu dân cư nha. Đấy, mà sổ hồng riêng mà chỉ có 2 tỷ 150 triệu không có đâu, không có đâu quý chị ha. Nó không phải là thuộc như hàng đại trà trên thị trường nó nhiều đâu, không có đâu. Đây, khu dân cư ở như này mà quý chị, đây. Thấy không? Đó, ở sát ha. Đây, đất mình này. Vỉa hè 3 mét quý chị ha. Ngang 5 nhá. 5 x 13 vuông góc đẹp như bánh chưng luôn. Đẹp như bánh chưng luôn. Đây, cái đường này nó thông gọi là thông trong khu dân cư quý chị, thông bình cờ á ha. Thông hai đầu thông bình cờ nhá. Đấy, quay thực tế cho anh chị mình xem, hàng xóm tương lai của anh chị nào mà mua lô này này. Đó. Anh chị mà muốn mua đất giá rẻ ở thành phố Di An thì lô này nhá. Đấy, giá còn bớt chứ, đúng không? 2 tỷ 150 triệu còn bớt. Tính ra là lô của mình là gần với lô góc. Đây lô này 2 mặt tiền, còn lô của mình sát bên ha. Gọi là sát bên quý chị nhá. Đấy, cái đường này là 12 mét tổng, rải nhựa này 6 mét ha. Nhựa này là 6 mét không quý chị. Trong đây người ta ở quá trời ở này. Đó, quay thực tế anh chị mình xem. Đây là đường D6 của quý chị. Đó, đường này, rung lên anh chị mình xem, đường 12 mét đó, thấy chưa, lộ giới đó. Đó, thấy chưa? Quay phải thực tế anh chị ạ. Rồi anh chị đi xem lô đất này này quý chị, hẹn em ở ngã tư Chiêu Lưu, chợ Đông Thành cũng được ha, dưới 2 km, còn không này, chợ Đại Quang, chợ Đại Quang ngay đây, 300 mét, đường Lê Hồng Phong ngay đây 300 mét này. Chỗ này gần chợ Đại Quang, ra đây chợ Đại Quang. Đây, đường xá này, đẹp chưa? Khu này đẹp nhá. Rồi, vấn đề đẹp rẻ ra đó, mới chọn ra mới quay phim cho anh chị mình xem á, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là phù hợp anh chị nhá. Anh chị nào phù hợp thì cứ alo cho em. Ngoài ra em Hải có nhiều nhà đất cho anh chị mình xem. Cứ phải đăng ký kênh của em Hải đi để theo dõi nhiều nhà đất hơn. Em rất là cảm ơn toàn thể quý chị đã lắng nghe video em Hải chia sẻ. Đấy, anh chị nào mà thấy được, thấy phù hợp, thấy thích lô đất này thì gọi ngay cho em Hải số điện thoại góc trái màn hình nhá. Em Hải sẽ hỗ trợ anh chị mình. Ngoài ra em Hải cũng review miễn phí, review tất cả các bất động sản, và điểm chung là đều phải có sổ hồng riêng. Thì anh chị nào có bất động sản cần review cứ alo cho em nhá. Em Hải rất là cảm ơn anh chị mình nhiều.